Chào các chị. Chào mừng đến với thử thách một màu. Phải làm sao bây giờ? Chuồn đi thôi. Bắt đầu thôi nào. Ô không, xanh lá, màu của thiên nhiên. Trang phục thử thách của các chị nè. Áo lông hư mất tiêu rồi. Con nhỏ hư hỏng này. Ôi trời, gió quá à. Làm con bảo tạnh giùm đi. Bắt đầu nào. Sạch sẽ lại rồi. Tóc của mình khô rồi nè. Con nhỏ cầm điều khiển đi đâu mất tiêu rồi. Đây là đầm của mình đó hả? Hồng là nhất. Trông đẹp phết ha. Nhiệm vụ đầu tiên kìa. Con lăn cho mình chắc luôn. Để xem mùa này màu nào đang là xu hướng nha. Hồng, mây ghê. Làm gì với cái này đây trời? Sơn bản thân hả? Để thử xem sao. Không ra gì cả. Cứu. Con lăn chẳng giúp được gì cả. Đặt hàng online là giải quyết được thôi. Chuyển hàng cho người chiến thắng. Các bạn đi đâu hết rồi? Nhiều đồ quá đi. Các bạn làm gì vậy? Của mình mà. Xanh lá, cảm ơn. Váy này hồng ghê. Để mình mặc thử. Khó quyết định quá đi. Phải xin lời khuyên của chuyên gia. Bạn thấy chiếc đầm này thế nào? Không ạ. Được. Thế còn bộ này, bạn cảm thấy thế nào? Hoàn hảo. Hay quá đi. Cảm ơn nha. Mình sẽ mặc liền luôn. Mình hợp với màu hồng ghê. Hồng xưa quá rồi nha. Phải trông siêu giàu mới chứ. Bảng màu vàng. Ghen tị chưa nào các bạn? Thôi, công chúa Bêu mặc bộ này để hẹn hò với quái vật đó. Bộ khác. Cái này. Thôi, đơn điệu quá. Đầm giáp vàng siêu hợp với mình nè. Cảm ơn. Trời ơi, lung linh lấp lánh ghê. Xem đầm của mình nè. Đơn giản nhưng màu xanh. Nhìn kìa. Quả bóng. Mau hồng. Chắc phải ném vào cái lọ rồi. Mình không chơi đâu. Dù sao mình cũng thắng mà. Wow, bạn giỏi quá à. Hay dữ. Bao nhiêu điểm rồi? Ít lắm. Vòng 2. Móng tay. Mình thích làm móng nhất luôn. Còn màu hồng nữa. Phải sơn thật đẹp mới được nha. Đừng tiết kiệm kim tuyến. Đáng yêu. Xem nè, móng của mình đẹp chưa? Giống của mình ghê. Sao? Muốn bệnh quá đi. Này, bạn ổn chứ? Cái nắp. Cho mình nha. Mình phải làm móng tay ngay. Phải độc nhất vô nhị mới được. Kim cương giả. Đúng là nhẹ cả người. Móng của mình giờ chất rồi nè. Lại một cái nắp. Nữa nè. Chào, cho mình cái nắp nha. Cảm ơn. Mình vào rồi. Mình cần dây câu cá và súng bắn keo. Phải đục lỗ trên nắp nữa. Xỏ mấy cái nắp lại với nhau bằng dây câu. Cũng khá khó nhằn đó nha. Vẫn còn thiếu gì đó. Cái gì đó đặc biệt. Hay kẹo dẻo gấu nhỉ? Đúng rồi. Wow, vòng tay của mình đẹp quá đi. Đúng không nào các bạn? Mình tự làm phụ kiện được mà. Cũng không khó đến vậy. Nối cái này lại. Ngay đây. Vậy là đã xong món phụ kiện tay xinh đẹp rồi. Lần này sẽ vào. Mũi của mình. Nancy, vào rồi. Hay lắm. Mũi mình đáng giá cả gia tài đó nha. Mình có điểm rồi. Vòng mới. Trang điểm. Phải tẩy trang trước đã. Một ít giấy vệ sinh nè. Lau cho sạch mặt nha. Cái gì? Làm gì mà la thế ghê vậy? Chưa bao giờ thấy mặt nạ nano à. Mặt sáng bừng luôn nè.
túi trang điểm có gì đây? Yêu ơi, qua mùa mất rồi, mình chả thích nữa. Cái này thì được nè. Chọn cái nào đây nhỉ? Kẻ mắt. Thích ghê. Không, món này hết thời rồi. Cái nào hợp hơn nhỉ? Vứt đi. Tuyệt. Trời cho nhiều quà quá à. Bắt đầu thôi nào. Mùi gì thế này? Cảm nhận được độ ẩm trên lỗ chân lông luôn. Ai quan tâm? Tiếp tục thôi nào. Son bóng. Hoàn hảo. Không không không, mình cần chuyên gia. Nghệ sĩ, làm đi. Cảm ơn nhiều nha. Bạn lộng lẫy quá à. Thôi nào Stephanie, bạn có thể làm đẹp với những gì bạn có mà. Kem nền còn sót lại. Xong. Còn ít quá đi à. Mình có thể vét hết phần đáy của tuyết kem. Tuyệt. Phấn mắt. Mình sẽ mượn của hàng xóm. Một tí xanh lá cho mắt thêm chất nha. Hoa xinh xắn nữa. Tuyệt. Đến son bóng thôi. Cuối cùng là tàn nhang. Xịt lên nào. Mình như hoa đang nở vậy. Mọi người xong hết chưa nhỉ? Phải nhanh lên thôi. Hả? Bạn ấy làm gì vậy? Bao rồi. Tuyệt. Mình cũng có điểm rồi nha. Vòng 4. Chấp nhận thử thách. Ốp lưng này cũ quá rồi. 1 tháng rồi. Vứt đi thôi. Ốp lưng mới. Bay ghê vậy trời. Mình sẽ bắn keo nóng màu xanh lên. Dán mấy chú gấu mình thích lên nữa chứ. Chào, mình có ốp mới nè. Mình sẽ nghĩ ra cái gì đó thật xịn. Mình còn dư một ít hạt cơm nè. Mình sẽ tạo nên phụ kiện kiệt tác. Wow. Đáng yêu quá đi. Tất cả những gì cần làm là nhét giấy xốp màu hồng vào. Chiếc túi hoàn hảo đã hoàn thành. Túi của mình phải tuyệt đỉnh nha. Mình có ngọc trai mà. Sang xịn mịn. Trang trí phần dưới bằng lông vũ. Lông vũ trên mũ của mình đó. Sẵn sàng rồi. Thế, ném nha. Hạ cánh. Yeah, mình ghi bàn rồi. Chơi dơ quá vậy. Vòng 5. Tóc. Được. Tóc giả màu hồng. Phải chải cho mượt thôi. Cái này không nên ở đây. Mình hợp với kiểu tóc nào nhỉ? Kiểu này giống quét đây nè. Và đuôi ngựa. Wow. Bím tóc xinh xinh. Gì vậy? Cảm ơn nhóm tóc nha. Thêm chiếc xốp rau mùi tây. Tuyệt. Phải chuẩn bị mái đầu xinh đẹp cho tóc mới. Chắc băng keo hai mặt sẽ quét đi. Cẩn thận dán mái lên nha. Trông xấu tệ hại. Thế này mới đúng chứ. Ưng cái bụng ghê. Mình nên chọn kiểu tóc nào đây? Tinh tế và sang trọng. Tất nhiên rồi. Mình sẽ cột một ít tóc lên và tạo kiểu mái theo phong cách Hollywood thời hoàng kim. Xong rồi. Thoa kim tuyến vàng lên nào.
mình trước. Yeah, vào rồi. Ừ, hay đó nha. Sang vòng 6 nào. Phải nhanh lên thôi. Mình có giấy xốp sáng bóng nè. Và trái tim. Sự kết hợp hoàn hảo. Giờ chỉ cần tô điểm cho chiếc đầm bằng trái tim thôi. Tuyệt. Lá cây xanh trên tóc xanh. Và tóc xanh nữa. Vẫn còn sạch. Yeah. Trang phục xanh lá đã xong rồi. Mình phải làm gì với đống này bây giờ đây? Bình tĩnh lại nào. Mình nghĩ ra rồi. Mình sẽ cắt các mảnh dây nhỏ. Sao nữa? Ồ, mình có ý này. Mình sẽ làm vòng cho tóc bím. Tất nhiên phải màu hồng rồi. Ngoài ra, phải có trái tim màu hồng nữa. Xinh ghê. Xỏ trái tim vào vòng. Hô biến. Xong mái tóc rồi nè. Giao diện màu hồng đã hoàn thành. Ơ, mình mới có một điểm. Phải bắt kịp họ thôi. Mình sẽ làm phụ kiện hoàng gia bằng đồ xịn. Dù sao thì mình cũng là nữ hoàng thật sự của thử thách này mà. Xong vương miện rồi. Tập trung. Mình sẽ thắng mà. Oh yeah. Vào rồi. Giờ ai cũng có hai điểm cả. Hòa rồi nha. Không có người chiến thắng. Ô không. Rõ ràng là mình giỏi nhất mà. Bạn cứ chờ mà xem. Chào. Oh yeah. Bạn thắng rồi. Phần thưởng đây. Không không không. Cô bé có vũ khí kìa. 1, 2, 3. Bắt đầu. Gì đây? Mình đang ở đâu vậy nè? Mình đang ở đâu đây? Wow, nè. Đến lượt chị. Màu trắng. Cưng giỡn hả? Ghê đó, chị thích lắm. Hai cái người này. Bắt nè. Thử thách một gam màu sẽ bắt đầu. Mình ghét màu hồng. Vàng sao? Đen à. Chị chịu. 1, 2, 3. Bắt đầu. Chị không muốn tham gia đâu. Có sơn kìa. Tiến lên. Mình chọn màu vàng. Hồng là màu của mình. Giỡn với mình hay sao vậy chứ? Phải dùng cây lăn sơn. Hả? Sao cũng được. Dùng hết màu hồng thôi. Hay lắm. Trả sơn cho mình đây. Lấy đi nè. Cảm ơn nha. Chỉ còn lại màu đen mà thôi. Đúng cái mình cần rồi. May quá đi. Thôi, hồng thì hồng. Mình sẽ dùng màu đen. La la la. Ồ, có hộp kìa. Thú vị đó. Mở ra nào. Không để lại gì cho mình luôn. Tiêu rồi. Màu đen, tình yêu của mình. Đây, cảm ơn nha. Thấy chưa, ổn hết rồi đó. Mình phải nhanh lên, tránh đường đi. Không, mình phải tiếp tục luyện kiếm. Thử lên nào. Cũng không tệ. Wow, mình cũng có thể may một bộ đồ. Nhưng mình cũng cần cây kim. Phải rồi. Mũi kim làm từ răng nanh. Mắt. Được rồi đó. Xong. Nè, mình thiết kế ra cái áo độc lạ lắm. Có vỏ sò nữa. Giúp mình chút nha. Cá sao? Không. Ao. Cua. Hôm nay thì không được. Bạch tuộc. Đúng là thứ mình đang cần. Mực của cưng sẽ có ích lắm đó nha. May viền ngoài. Vậy là cái áo đã xong xuôi rồi. Nhiệm vụ đã hoàn thành. Cái nút. Suýt nữa mình quên mất. Mình trước nha. Ma cà rồng. Ma cà rồng. Cố lên. Không được đâu nha. Mình đang ngã. Yeah, thành công rồi. Hả? Nhầm nút rồi. Hay lắm. Wish đi. Wish đi. Bất công quá đi. Ồ, nhiệm vụ mới kìa. Nhầm hộp hết rồi. Đổi thôi.
của mình. May quá. Kệ đi, lấy chỗ của mình đi. Gì đây? Đồ trang điểm? Không, nhìn mình có khác gì Hồng Hạc đâu chứ. Đồ trang điểm? Chà, thú vị đó nha. Mình thích trang điểm lắm. Đầu tiên, phải bỏ lớp trang điểm trước. Rửa mặt sạch sẽ. Mình có thể làm cực nhanh luôn. À, nóng quá đi. Gì đây? 99% bạc. Là ai hả? Không thể hiểu nổi. Mình làm gì với mấy thứ hương phấn này đây? Mình không làm được. Nè, Enid. Nè, cậu sao vậy? Mình cần đồ trang điểm màu hồng. Giúp mình đi. Dễ mà, cứ lặp lại theo mình nè. Nói dễ hơn làm đó. Mình sẽ cố hết sức. Kem nền. Đánh phấn. Đánh phấn mắt ở trên và dưới mí mắt. Lông mi. Và môi. Rất nhiều kim tuyến. Lấp lánh một chút. Vậy là xong. Wow, đúng thứ mình cần luôn đó. Điểm nhấn cuối cùng. Lên màu. Xong. Nhấn nút. Mình phải nhanh lên. Wow, quyết liệt quá đi. Tiếp tục nào. Không. Ha, đúng là ảo tưởng. Mình sẽ đến trước. Phép thuật ma cà rồng. Ha ha, đồ thảm hại. La la la. Giọng hát thánh thót quá đi. Ấn nút đen thôi. Yeah. Hả? Sao cậu dám? Mình được một điểm rồi. Yeah. Nặng ghê. Trong này có gì vậy? Ồ, hiểu rồi. Mình sẽ cần một cái nồi bự đó. Bỏ đồ cài tóc vào. Hả? Giờ mình chỉ cần tìm đúng thần chú. Hồng ơi là hồng, tóc như bông gòn. Cái này được đó nha. Tuyệt. Đã tạo kiểu tóc xong rồi. Nhiệm vụ hoàn thành. Mình sẽ dùng phép thuật của ma cà rồng. Điều khiển nước thay đổi màu sắc. Được rồi, kế hoạch B. Bơm tắm. Thôi xong, ma cà rồng đâu có làm mấy kiểu tóc này. Ha, cù vàng kìa. Không vui đâu nha. Mình sẽ sửa chữa lại mọi sai lầm. Đó. Ai quan tâm chứ? Âu. Hả? Và họ sống hạnh phúc mãi mãi về sau. Hình như là xong rồi đó. Thật vậy à? Nút ấn. Cũng lâu lắm rồi. Hả? Nút bị kẹt rồi. Xui quá à. Nè, các bạn hãy like video để nút ấn hoạt động nha. Hay lắm, nó hoạt động rồi nè. Mình đã có điểm đầu tiên. Mừng quá à. Không. Hòa nhau rồi. Chuyện này mình lo được. Móng tay là thử thách tiếp theo. Mình biết cách thắng thử thách này. Mình sẽ rửa móng trước. Bỏ vài bé piranha vào là được. Tội nghiệp móng tay của mình. Tẩy rửa một chút là em sẽ ổn thôi mà. Piranha. Wow, giỏi lắm. Cảm ơn nha. Tiếp theo là sơn móng tay màu đen. Hả? Nè, ma cà rồng. Xem đi. Wesley đang chơi ăn gian kìa. Mình vẫn còn thức. Thiên, trốn đi. Mình sẽ lo chuyện này. Móng tay của mình cần được chăm chút thôi. Mình chấp nhận thử thách. Mong là nó sẽ thành công. Xảy ra. Mình chỉ cần sơn màu vàng lên thôi. Xong xuôi. Chúng ta hoàn thành hết rồi. Wow. Nhiệm vụ tiếp theo. Quần áo. Thú vị đó nha. Mình sẽ thử sơn đuôi màu đen.
không? Nó vừa dài vừa mệt nữa. Thuốc nổ à? Thôi, mình không cần. Cứu mình với. Wow, may thật đó nha. Mình đã làm gì đây? Mình không cố ý muốn giúp cho cậu ấy. Hình như mình tìm được vải tốt rồi. Rèm cửa màu vàng cũng được đó chứ. Kẹt rồi. Au, đúng là ma cà rồng. Mình không sao. May quần áo thôi. Ha ha, áo mới của mình đúng là số dách mà. Có gì to tát đâu. Mình cũng sẽ may một bộ đồ độc lạ. Phần cổ áo xong rồi. Thêm chút chi tiết nữa. May lại hết. Tuyệt. Mình trước. Không, mình trước mà. Yeah, mình sẽ cổ vũ cho hai người. Đáng ra mình phải có điểm. Yay. Chờ một chút. Ôi trời, khuyên tai. Hay quá. Mình sẽ làm khuyên tai từ giấy xốp, trang trí với hai cái vây kim sa. Thêm chút ngọc trai nữa. Đôi khuyên tai đã hoàn thành. Những hạt ngọc trai còn lại sẽ được lên phía trên. Như vậy chắc là được rồi. Cưa ra thôi. Xuất sắc. Tiếp theo là sơn lên nha. Mình sẽ biến cái tay này thành thiên mini, gắn lên khuyên tai. Là xong rồi. Có vậy thôi à. Khuyên tai của mình sẽ xịn hơn nhiều. Cắt ra nào. Sơn lên nha. Thêm chi tiết. Ta-da! Khuyên tai quan tài đã xong rồi. Thấy sao hả? Wow! Ai cũng phải ngoái đầu. Mình có thiên mini nè. Chúng ta hoàn thành nhiệm vụ rồi. Mình phải giành lấy cơ hội thôi. Yeah! Làm được rồi. Điểm số thuộc về mình. Hả? Vẫn chưa kết thúc sao? Nhiệm vụ mới là trang sức. Bắt tay vào việc thôi. Mình có thể làm choker với băng keo không? Có gì hơi sai sai. Dơi. Phải rồi ha. Mình sẽ gắn mặt dây chuyền lên ri băng. Vậy là xong. Phần cuối cùng của trang phục đã hoàn thiện rồi. Có gì đâu. Mình có thể làm tốt hơn. Mình sẽ sơn băng đầu màu đen. Thêm vài miếng giấy xốp. Cả ngôi sao cũng tốt nữa. Mình sẽ biến nó thành vương miện biển cả tuyệt vời. Xinh quá đi. Thêm mặt dây chuyền cá ngựa nữa nè. Giỡn mình sao chứ. Mình phải làm sao đây. Phải rồi. Vẽ. Cắt. Trang trí thêm. Luồn mặt dây chuyền vào sợi dây. Trang sức của mình xong hết rồi. Tuyệt vời. Điểm cuối rồi. Nhanh lên. Mình sẽ làm được. Hả? Hả? Có vậy thôi à. Thắng thua không quan trọng. Nhưng lần này không phải vậy. Hay lắm. Mình xứng đáng mà. Cảm ơn, cảm ơn nha. Hả? Thiên, ngay từ đầu cậu có tham gia đâu. Cậu có thấy hay không? Đừng có buồn mà. Sẽ còn thử thách nữa. Chuyện gì vậy? Báo động. Sao vậy chứ? Cảnh sát, tại sao tôi lại bị bắt? Vì cô vi phạm luật pháp. Tôi muốn gọi luật sư. Mình không thể bị giam được. Mình bị dị ứng với trại giam. Giống ở Vegas 2 năm trước thôi. Làm quen dần đi, các cô gái. Bạn đó, tất cả là lỗi của bạn.
đừng đổ hết cho mình. Anh cảnh sát ơi, thả em ra đi mà. Mấy cô rất dễ thương, nhưng thủ trưởng không dễ thương xíu nào. Xin lỗi nha, tôi chỉ mới học việc mà thôi, nên phải tuân thủ quy định này. Là tại bạn hết đó. Không ồn ào trong trại giam nha. Quy định hay quá. Mình đã im lặng đủ rồi. Quyết đi, tất cả tại bạn mà ra hết. Quy định thứ hai là không cãi nhau ở trại giam. Tuân lệnh. Ok, cảnh sát. Các cô, đi thay đồ đi. Cô thấy đó, đồ của Wesley đã khá phù hợp rồi. Inis, cô đi thay đồ đi. Ơi, cái tông tối thế mà chán à. Rồi dọn dẹp chỗ này ngay đi. Không được để rác trong phòng giam. Rồi mình sẽ giống bạn. Gớm quá, cái tông màu gì làm buồn nôn với tuột cảm xúc ghê. Hồng hả? Ai lại nghĩ ra cái màu này vậy không biết nữa. Chắc là mình đó, mình thích màu hồng mà. Vậy đẹp hơn nhiều rồi nè. Chúng ta có gì ở đây nè. Nhiều sơn quá à. Chỉ cần màu nào hợp với bộ đồ thôi. Wow. Wow. Đồng phục này quá hợp với phong cách của mình luôn. Đừng có nhìn nha, Blanco. Wesley, bạn bị đứng hình hay gì vậy? Không có gì cả. Ồ, ra là cái này hả? Mình cũng làm được mà. Xem nè, búng tay điêu luyện chưa? Ai gọi mình vậy ta? Inis, Wesley, mình cần đôi tay rảnh rỗi khác. Chào các bạn, bắt đầu dọn dẹp thôi. Bạn có biết bọn họ không? Hình như bọn họ muốn giúp tụi mình. Giỏi quá mọi người ơi. Ba cái tay dọn dẹp luôn. Xong rồi. Này, anh cảnh sát ơi, tụi em đã dọn xong rồi nè. Giờ thả bọn em ra được chưa? Chà, các cô gái, phòng giam chưa bao giờ sạch như vậy cả. Wesley, đi theo tôi nào. Tụi mình được cho về rồi. Ngồi xuống đây đi, Wesley. Nếu muốn, cô có thể ngồi ở đây luôn. Giờ bắt đầu cuộc tra khảo nha. Sao chói quá vậy? Làm mình nhớ lại lúc mình nằm trên đường ray xe lửa hồi lớp 3 ghê. Sẵn sàng rồi, thủ trưởng. Chà, ai là người làm hư tivi? Là Inis. Như mọi khi, em đang mài cái rìu của mình. Còn Inis thì đeo tay phone rồi nhảy múa sùm, đúng. Rồi Inis đá vào tivi và đổ thừa cho em. Đích thị là bạn rồi, Inis. Không không không, sự thật là như vậy nè. Em đang nghe bài hát yêu thích bàn tay nghe. Sao luôn một cái là Wesley như bị điên vậy. Wesley đã tấn công cái tivi vô tội. Và đập phá nó, rồi lại đổ thừa cho em. Mặc dù rõ ràng là lỗi của Wesley cả. Không, là bạn mà. Câu chuyện đã đi quá xa rồi. Vào phòng giam đi, cả hai người, ngay và luôn. Coi mình lấy được gì nè. Được rồi, bạn cũng có một cái nè. Mãi yêu. Sao bạn đốt được hay vậy, mặc dù của mình cũng đang bốc cháy. Trời ơi, chắc là một vụ nổ hay cái gì đó thôi. Cưng xỉu trời ơi, dễ thương quá à. Biết ngay sẽ thích mà. Có chuyện gì vậy? Bức tường đẹp quá. Ủa, xin lỗi. Đừng la hét nữa. Có biết đang ở trại giam hay không? Mình có ý này, hay lắm luôn. Kiểu đen tối này phong cách ghê nha. Wow, Wesley, bạn có thể nghĩ ra cầu vồng na ná vậy được không? Không, vậy mưa hồng thì sao? Đừng mơ mưa hồng nữa. Không. Đúng rồi. Ngàn lần cảm ơn bạn yêu nhiều nha. Đúng cái mà mình đang cần luôn nè. Ôi trời, nhìn giống lễ hội lộng lẫy quá. Wesley, bạn muốn ngủ hả? Được đó, mình cũng sẽ ngồi với bạn.
Trời ơi, ngồi trên sàn nhà sao khó chịu quá vậy nè. Các cô gái sẽ không làm gì được nếu như thiếu mình. Sao ngủ được hay vậy, quét đi. Khó chịu muốn chết luôn á. Mình đến giúp mọi người đây nè. Chỉ cần gỡ hết đinh ra. Sao lại có đinh ở đây? Rồi mấy tấm gỗ nữa. Coi chừng. Bắt đầu nào các cô gái. Chúng ta xây giường đi. Ngón tay của mình mà. Xin lỗi, lần này mình không cố ý đâu. Giường của tụi mình đã xong rồi nè. Mình có ga trải giường. Cái gì? Sao tuồn vô được hay vậy? Không có lấy trộm đâu. Giường của mình trống trơn. Nè, anh cảnh sát ơi, trong đây lạnh quá đi à. Anh có cái gì ấm ấm hay không? Cho em xin với. Ok, đây là mền của tôi nè. Im lặng và đừng để thủ trưởng nhìn thấy đó nha. Cảm ơn. Anh là chàng trai tuyệt vời nhất. Giờ giường của mình êm hơn nhiều rồi. Sắp xếp cái thùng chứng cứ này lâu lắm rồi mà chưa xong nữa. Đâu rồi? Thôi, dù sao thì cũng quá hạn rồi mà. Wow, quà gì trên trời rớt xuống nè. Mình thích mấy tông màu này. Chỉ và kéo. Quá hoàn hảo. Đến lúc làm đồ thủ công rồi. Chúng ta sẽ may tất cả lại. Xong rồi. Gối ngôi sao của mình đã xong. Thêm mấy cái mềm mại rực rỡ lên giường nào. Ngủ ngon nha, Wesley. Nằm đây êm quá đi. Thiên, mang mực lăn vân tay lại đây. Cảm ơn bạn. Màu đẹp quá. Chúng ta bắt đầu thôi. Xuất sắc. Bây giờ cái giường quá là chắc chắn luôn nha. Đêm buồn nha mọi người. Ngồi xuống. Anh đã bị bắt. Tôi sẽ lấy dấu vân tay của anh chỉ một giây thôi. Ủa, hộp đựng đóng dấu đâu rồi? Rồi cả bộ dụng cụ lấy dấu vân tay nữa. Hồi nãy còn thấy ở đây mà ta. Được rồi, đứng dậy. May cho anh là không có đồ để làm. Anh được thả. Đi đi. Ok, cảm ơn nhiều nha. Anh ta bị làm sao vậy? Mình ghét cái việc này. Ủa? Ê, có cái vũng nước nữa nè. Anh lau giùm luôn được không? Em không có làm gì hết nha. Ok, cây lau nhà đây. Trao đổi công bằng nha. Cậu định ủ mưu gì vậy? Xem. Ha. Coi mình có gì nè. Xiết đi. Độ dài hợp lý luôn. Chỉ cần sơn nó. Rồi quấn chỉ xung quanh là xong. Ok, ảnh của bạn cũng sẽ treo chung với bản tâm trạng của mình. Quét đi, bạn đáng yêu nhất luôn. Nhiều chai quá nè. Cảm ơn ông trời. Chúng ta không cần dung dịch này. Bye. Và mình chỉ lấy chai thôi. Đống rác rưởi này có lợi ích gì chứ? Đầu tiên, mình sẽ sơn nó. Tuyệt. Rồi cắm hoa vào bình. Trông cũng rất gì và này nọ đó chứ. Ăn trưa thôi. Đồ ăn. Tới giờ ăn rồi. Giờ ăn nhẹ nha. Đồ ăn vặt phủ phê luôn. Không luồn qua được. Lấy dưới này được nè. Phần còn lại là của bạn. Cái gì? Nhưng chỉ còn cái khay không mà thôi. Chúc ngon miệng nha. Được thôi. Mình làm gì với nó đây?
mình sẽ làm bàn đựng mấy bình hoa này. Đó là cái mình cần. Thùng rác của cảnh sát. Mình sẽ dùng móng để mở cửa. Tuyệt vời. Mình sẽ mượn hai cái thùng này. Ê, không nha. Anh giữ rác lại đi. Cái gì? Xong rồi, tuyệt vời. Bạn lấy mấy cái thùng này để làm cái gì? Đợi đi rồi biết. Ta-da! Đây là bàn đựng bình hoa của mình. À, thấy rồi. Thủ trưởng, anh muốn nói gì với tôi hả? Hiểu rồi. Tất cả đơn vị chú ý, truy tìm thùng rác. Các cô gái, có ai thấy cái thùng này hay không? Không biết. Ok. Sợi chỉ này đẹp ghê. Còn dài nữa. Cái nữa nè. Sẵn sàng. Mình sẽ cho các bạn tái sinh lại. Wow. Có nhiều phơm phơm quá đi. Tự nhiên trời lạnh quá vậy ta. Tóc của mình đâu rồi? Ê, quá lắm rồi nha. Mình đã làm được tấm thảm siêu ấm. Không có gì mềm mại hơn nữa. Chứng cứ này nặng quá vậy. Anh có muốn phụ một tay không, cảnh sát? Phụ giúp với. Để nó lên bàn đi. Chắc rồi, dễ lừa quá đi. Mấy cái hộp này làm bàn là đẹp luôn. Xong rồi. Ủa, khoan đã. Sao tùm lum hết vậy ta? Mình lại bị lừa nó rồi. Này hai cô kia, lại đây. Cuối cùng cũng được ra ngoài rồi. Vượt xa tưởng tượng của tôi rồi nha. Cô và cô nữa. Hai người ở lại đây mãi mãi đi. Tất cả là tại bạn hết đó. Không, là bạn đó. Bạn thì có. Chà, đến lúc phải làm sáng tỏ vụ này rồi. Mình sẽ kể cho mọi người nghe toàn bộ sự thật. Ủa, đằng kia có cái gì vậy? 3 mê phim kinh dị này ghê ấy. Bàn tay thích chí quá đây nè. Ba chưa thấy cảnh mấy cưa nào đỉnh như vậy luôn. Chán ờ mà. Từ từ thôi, bắt được rồi. Mình bị bắt cóc sao? Rõ ràng không phải là nhóc Wesley mà. Wesley vẫn chưa về nữa. Mong có ai tốt bụng nhìn thấy con bé. Có thấy bé gái thắt tóc biến như thế này chưa? Không thấy ạ. Xin lỗi, cô có thấy bé gái cao cỡ này với khuôn mặt lạnh ấy không? Mình đến đâu rồi ta? Sạch không tì vết. Ba mẹ nên tìm con yêu ở đâu đây? Thấy em khóc làm anh như phát điên. Bàn tay à, mình nghĩ ta nên dán tờ rơi mất tích lên à. Ý kiến hay nè. Mong việc này hiệu quả. Xin chào. Wesley, cậu mất tích thật sao? Hả? Cưng biết Wesley à? Tuyệt quá đi mà. Con bé đã có bạn rồi. Để con đến nhà giúp cô chú tìm Wesley nha. Ý hay đó. Kiểm tra tủ quần áo. Không có ai. Chào ông nội. Đây là ai vậy nè? Chú thấy chiếc váy nào hợp với cháu hơn? Cưng nên nâng tầm gu thời trang của mình đi. Thô lỗ quá rồi đó. Vậy tiếp theo là gì? Ta có hết mọi cách tra tấn khủng khiếp cho My đây. Đơn giản. Thật luôn. Được rồi. Nóng quá đi. Con bé cũng không có ở đây. Hết hồn luôn. Chắc ở sau băng ghế dài. Wesley, con ở đâu rồi? Không cô gái nào chịu đựng được. Tra tấn đồ ăn. Thơm quá đi. Được rồi. Đồ ăn nhanh. Bình thường không ăn nó. Wow, ngon quá đi.
Món bánh này ngon hơn đồ ăn của chú Fester cực kỳ. Sao cơ? Sao mày thoát được vậy? Giờ thì nói chuyện nào. Đừng làm điều gì dại dột nghe chưa. Đây là máu sao? Sợ quá đi. Lông vũ à? Kỳ lạ đó. Thanh kiếm. Đúng là đồ mình cần mà. Bất ngờ quá đi. Chắc là tên bắt cóc đã bất ngờ hù dọa quét đây bằng thanh kiếm này nè. Chưa chắc đâu nha. Vâng, cháu quên mất. Mà chú biết chưa, cháu đấu kiếm cũng tốt lắm đó nha. Em nên đứng xa ra đi. Tiêu Bi, cưng làm gì căn phòng vậy nè? Giấu thanh kiếm lẹ lẹ đi. Giờ cùng qua phòng của Wesley đi. Ta nên tách ra thì hơn. Giường thoải mái quá đi à. Dưới gối không có ai. Dưới giường cũng không có luôn. Au, mình hợp thắt mím đó chứ. Trông giống Wesley chứ lị. Có lẽ vậy. Wesley. Hả? Không, chỉ giống người thôi. Tìm thấy bé rồi nè. Ta đến phòng đe dọa đi. Cùng bùng cháy nào. Wesley cũng có thể ở đó đó. Nói đi, con gái của ta có đến đây chưa hả? Chúng ta đang kiếm con bé. Sao cậu sợ hãi vậy? Ảnh hồi Halloween mà. Con bé trông như thế này đây. Ba mẹ nhớ con nhiều lắm. Hai người đáng thương quá đi. Chả thèm ôm mình luôn. Vô tâm quá đi. Ta có thứ khủng khiếp cho mi xem đây nè. Bộ phim kinh dị đáng sợ nhất từ trước tới giờ. Phim đáng yêu đó. Ồ thế à. Nếu vậy thì nhìn cái này đi nè. Ồ không, tránh xa ra coi. Xin lỗi, cô có thấy con gái chúng ta không? Tất nhiên là có rồi. Thật sao? Em hâm mộ cực kỳ luôn. Điệu nhảy của nàng ấy ám ảnh mãi luôn á. Đi khỏi đây thôi. Mình đi đâu kiếm bây giờ? Cô nàng đi theo mình bao lâu rồi? Trông em giống con bé chứ. Ồ không, lại bắt chước Wesley nữa rồi. Cầu cứu thôi. Xin chào. Cháu tới ngay đây. Em có thể nhảy mãi luôn. Này, đi chỗ khác đi. Chà, tuyệt vời. Hả? Là xu hướng mới sao? Bỏ trò này đi. Ta sơn hết móng tay của mi thành màu hồng luôn. Ô không, con gái con đâu rồi? Mình nên kiếm ở đâu đây? Cảnh sát, bắt người lại Gomez. Chúng ta cần cảnh sát làm gì chứ ạ? Có ích lắm đó. Sĩ quan à. Không, đừng đi mà. Mình phải làm gì đây? Xin lỗi vì đã xông vào. Chúng ta đang tìm con gái mình. Con bé bị mất tích rồi. Đang bận rồi. Bận cái gì? Ở đây không giúp gì được đâu. Chờ đã, mình từng gặp cô bé ở đâu rồi thì phải. May quá đi. Ừ không, có hy vọng rồi. Mình nhớ ra rồi nè. Cô bé đây nè. Trên trum trum. Ừ không, tuyệt vời. Tụi tôi phải đi đây. Nè chờ chút. Có cảnh quay được từ máy quay an ninh nè. Có vẻ giống cô bé. Gì đây, con bé bị bắt cóc thật sao? Mất tích. Tìm cô bé với. Ngươi nghĩ dán tờ rơi là có ích sao? Thế này thì sao Wesley? Giờ thì không ai có thể nhận ra hay tìm thấy cô đâu. Ở đây chán quá đi à. Có lẽ mình nên đi thôi. Đứng lại. Thế này thì sao? Coi chừng tay đó. Sao cơ? Au. Khoan đã, tôi muốn quay TikTok. Giúp tôi với nha. Bật máy quay lên. Làm rất tốt đó. Giờ tôi đi đây. Quái vật. Ở đây nguy hiểm quá đi.
phải trốn khỏi đây thôi. Về rồi đấy à. Ngồi đây nào. Westy bị bắt cóc gần đây nè. Ta phải bới tung nơi này lên. Cô Thu Ngân đi rồi. Westy không có ở đây. Không có ai. Bé cưng của chúng ta chỉ có một mình thôi. Anh nghe thấy chứ? Chỗ kia có tiếng động đó. Là cánh cửa bí mật. Con bé ở bên trong. Đừng cử động. Tháo mặt nạ xuống đi. Xin hãy tha cho cháu. Đứa bé tâm thần này, con đúng là hợp với nhà chúng ta đó. Phải đi thôi.